Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đốn xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày đinh dậu tháng bính tuất năm canh tí và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư Mạch giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày đinh dậu tức can khắc với chi, có nghĩa là hỏa khắc với kim và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỷ tuổi, tân mão, quý mão, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa đoạn ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần các bạn nhé về tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất mão quý mão quý tỵ quý hợi và quý dậu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm như là sao thiên lại 6. mọi việc sao nguyệt hỏa sao đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao nguyệt kín chuyển sát kỵ khởi công động thổ sao thiên địa chính chuyển kỵ khởi công động thổ sao phụ đầu rát, kỵ khởi công động thổ sao độc hỏa sao đối với sửa sang nhà cửa độ mái và xây bếp và đặc biệt ạ ngày mùng 5 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và tiếp theo mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, gây ra những cái ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn tuổi Tý, bạn mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện xung quanh bạn, thừa cơ bạn không để ý để niếm đá giấu tay gây cản trở cho cái công việc của bạn tuổi Tý trong ngày đó nhá. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý nếu như bạn luôn nghiêm túc với những gì mình làm thì ảnh hưởng của cục diện này cũng không phải là quá lớn với bạn. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ cái con người của bạn và chẳng ai lại tin tưởng những cái lời lời đồn dối trá vô căn cứ cả đối bạn tuổi Tý nhá trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tý cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi tý bạn hãy mở rộng các mối quan hệ của mình để hòa nhập với tập thể với mọi người có như vậy không chỉ khiến cho tinh thần của bạn trở nên vui tươi lạc quan hơn mà còn giúp đỡ cho bạn vượt qua những cái khó khăn trở ngại trong công việc trong cuộc sống nữa đó bạn tuổi tý nhé và đặc biệt trong ngày mùng 5 tháng 9 năm canh tí này đối với bạn tuổi tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy, với bạn tuổi tí trong ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại như là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, khai trương hay là xuất hành bạn tuổi tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim gặp kẻ tiểu nhân tử vi tuổi bính tý thuộc thủy làm việc cẩn thận tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa mở rộng quan hệ tử vi tuổi canh tý thuộc thổ được tin tưởng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên tiêu cực đoạn về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tử xỉu Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tử xỉu Trong ngày này Bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tị dậu xỉu Cho nên với bạn tử xỉu Bạn tạo dựng được cái uy tín với mọi người Một phần Là nhờ cái việc ngoài điềm tĩnh Và không kiếm phần lạnh lùng của bạn Và bạn tử xỉu Bạn mệnh là người có tài lãnh đạo Bạn có thể đưa cả tập thể đi tới cái thành công nhờ cái sự quyết đoán của bạn luận. Tuy nhiên trong ngày thứ tư này đối với bạn tự xỉu, nếu như bạn là người đứng đầu, là người lãnh đạo thì bạn cũng cần phải trò chuyện, tiếp xúc với nhân viên của mình nhiều hơn. Cái vẻ bề ngoài quá mức khó gần ở bạn có thể khiến cho nhân viên cảm thấy ái ngại đối với bạn tự xỉu nhé. Và bạn tự xỉu, bạn hãy chú trọng quan sát và tìm hiểu để biết được cái điểm mạnh của mọi người ở đâu nữa bạn tự xỉu nhá. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tự xỉu, cái vận trình của bạn cũng gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tự xỉu lại có phần được tốt đẹp, cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và người nhà vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn tuổi sửu có bận rộn đến đâu đi nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm tới gia đình của mình. Và bạn biết rằng đó là gia đình, là hậu phương vững chắc, tiếp sức cho mình vượt qua những cái khó khăn, vượt qua sóng gió ở bên ngoài đó bạn tuổi sửu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, được cấp dưới tin tưởng, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên cởi mở hơn, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có tài lãnh đạo, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ yêu thương gia đình, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc quan sát mọi người đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao, tài lộc bốn sao, sức khỏe bốn sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, làm cho bạn tuổi dần đang có cái điểm báo, bạn phải trải qua một ngày làm việc cực kỳ là áp lực với mình nhé. Và bạn tuổi dần, nếu như bạn không biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nghĩ gì làm nấy, thì bạn rất dễ gây hấn với người khác ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân mình về sau này nữa đó bạn tuổi dần nhé. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý tới cái tác phong làm việc của mình, tuân theo cái sự sắp đặt của lãnh đạo, chứ không nên một mình một ý, tỏa thái độ chống đối một cách công khai nhé. Tập thể là một cỗ máy mà các bánh răng cần phải ăn khớp với nhau đó bạn tuổi dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tử dần, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Tình cảm của bạn tử dần và người nhà chưa chắc đã được in bình, đôi bên có thể xảy ra cái sự xích mích mâu thuẫn với nhau về một số cái vấn đề nào đó trong cuộc sống và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi dần là bạn cần phải đặt mình vào cái vị trí của đối phương và thử thay đổi cái góc độ suy nghĩ xem sao bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên nóng nảy, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tránh va chạm với mọi người, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ chấp hành mệnh lệnh từ vi tuổi canh dần thuộc mộc chống đối với cấp trên từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim gia đình không in bình đoạn về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa Mão Dậu cho nên với bạn tuổi Mão dù là bạn rất thông minh nhanh chuyện nhanh nhẹn và có giác quan nhạy biến Tuy nhiên bạn mệnh lại quá kiêu ngạo thậm chí là sẵn sàng gây gõ, tranh cãi với những người có những cái ý kiến trái chiều với mình trong ngày đó bạn tuổi mão nhá. Và bạn tuổi mão bạn không thể bắt ép người khác cùng một cái quan điểm với mình bởi mọi người là một cá thể độc lập có một cái suy nghĩ khác nhau đó. Nếu như muốn người khác nghe theo cái ý kiến của mình thì bạn tuổi mão bạn cần phải trình bày ý kiến của mình một cách thuyết phục bạn tuổi mão nhá trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão may mắn trên cái lĩnh vực về tài lộc cho bạn đối với những bạn làm nghề tự do thì có thể trong ngày sẽ được thưởng một cái khoản kha khá với mình còn những ai buôn bán thì sẽ có được một ngày buôn may bán đắt khách hàng nườm nượp đến với mình đoạn về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy thông minh nhanh nhẹn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa coi thường người khác, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, học cách lắng nghe, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, buôn bán đắt hàng, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, thích hợp đầu tư đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện nhị hợp phù trợ cho nên với bạn tuổi thìn bạn nhận được cái sự yêu mến và tin tưởng của mọi người thế nhưng đôi khi bạn lại thiếu đi cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình thành ra hay rua dự mà một khi đã băn khoăn thì bạn tuổi thìn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được cái quyết định cuối cùng cho mình đó bạn tuổi thìn nhé. Và bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay vốn là một người rất thích hợp để cho bạn hợp tác làm ăn. Vì thế, đối với những ai đang làm cái công việc kinh doanh, đầu tư thì nên mạnh dạn đưa ra những cái quyết định làm ăn với đối tác đừng có chần chừ quá lâu cái điều này khiến cho cái cơ hội của bạn trôi qua một cách đáng tiếc đối với bạn tử thìn nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tử thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại được tốt đẹp. Bạn tử thìn, bạn và nữ kia luôn duy trì được tình cảm rất chi là ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều khi người ấy giúp cho bạn đưa ra những cái quyết định hướng dẫn rất chi là chính xác trong những cái tình huống khó khăn nữa đó bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa được mọi người tin tưởng tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hay trần trừ do dự tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên hợp tác đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tình cảm hòa hợp tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tin tưởng nửa kia đoạn về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi tỵ bạn đang có được cái cơ hội thừa hưởng một khối tài sản kha khá trong ngày hôm nay. Có thể với bạn Tử Tỵ sẽ được nối nghiệp gia đình, tiếp tục đưa gia đình phát triển đi lên trong tương lai nữa đoạn Và trong ngày này nếu như bạn làm nhân viên công chức thì bạn có thể được thăng chức, tăng lương nhờ những cái sự cố gắng trong suốt cái thời gian vừa qua của bạn. Đây chính là một trong những cái ưu điểm nổi bật của bạn Tử Tỵ và bạn đang được cấp trên công nhận. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình bạn tuổi tỵ nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được may mắn như vậy. Và bạn tuổi tỵ, bạn thường hay nội nóng với nửa kia của mình. Bạn mệnh không nên trút những cái cơn nóng giận lên đầu người thân thích một cách vô căn cứ như vậy. Bởi mọi cái hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự lo lắng, quan tâm đến bạn mà thôi bạn tuổi tỵ nhá. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa thừa hưởng sản nghiệp, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ được tăng lương, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cấp trên coi trọng, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim vợ chồng không hòa hợp, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy kiềm chế tính nóng nảy đoạn về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phụ trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên với bạn tuổi ngọ, bạn đang có cái điểm không gặp nhiều may mắn trong những cái mối quan hệ về tình cảm nhé. Trong ngày này, nếu như những bạn đang quản độc thân thì bạn mệnh cần phải bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ, đừng nên vội vàng đến với một ai đó, có thể cả bạn và người ấy đều chưa thực sự chắc chắn, chưa thực sự sẵn sàng về cái chuyện tình cảm đâu đó bạn tự ngọ nhé. Và trong ngày thứ tư này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mệnh có thể sẽ đau đầu vì cái chuyện con cái, có lẽ bạn mệnh tuổi ngọ sẽ cảm thấy mệt mỏi và không hài lòng vì con cái của mình, bởi con cái luôn cố tình làm trái ý của mình đó bạn tuổi ngọ nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi ngọ, bạn nên nói chuyện nghiêm túc với con cái để cùng tháo gỡ chứ không nên sử dụng roi vọt hay là những cái hình thức cứng rắn khác bạn tuổi ngọ nhé. May mắn trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Đây là cái điểm sáng trên cái lĩnh vực về tiền bạc của bạn tuổi ngọ trong ngày. Những người chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt cái thời gian qua sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Ngoài ra, với bạn tuổi ngọ cũng có thể phát tài nhờ cái vận may may rủi trong ngày hôm nay nữa đoạn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim bình tĩnh suy nghĩ tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình cảm không chắc chắn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mâu thuận với con cái tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ điểm sáng tài lộc tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc vận may phát tài nhá về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi cần phải tránh qua lại với quan lại xấu trong chính quyền nhé. Và bạn tuổi mùi nếu như gặp những người không đứng đắn, bạn hãy chủ động giữ cái khoảng cách với họ và không nên hơn thua trực tiếp bởi rất có thể bạn sẽ phải là người chịu thiệt thòi luận. Với bạn tuổi mùi, bạn là người nhanh nhẹn và chính nghĩa, tuy nhiên lại rất dễ bị kích động và khi biết đến những cái thông tin gì, bạn cần phải chú ý lắng nghe nhiều chiều để đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Không nên để dư luận dắt mũi mình, bạn tuổi mùi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi lại có phần được khởi sắc cái mối quan hệ giữa bạn với gia đình rất chi là hòa hợp. Và bạn tuổi mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài hay là địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình đâu đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim không nên hơn thua, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tránh xa kẻ xấu, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc thỏa dự đầu óc tỉnh táo, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ gia đình hòa hợp, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc biết chăm lo cho gia đình nữa đoạn. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào cái sự thông minh và khéo léo của bạn nhé. Và bạn tuổi thân, bạn mệnh có thể gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên với bạn nữa. Về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này cũng đang có được những cái bước tiến trị rất chi là thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được những cái điểm mạnh của bạn. Một khi đã được đứng ở cái vị trí cao hơn, bạn mệnh tuổi thân càng cần phải cố gắng và phát huy hơn cái khả năng của mình gấp nhiều lần so với trước đây bạn tuổi thân nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, cái việc xuất hành đi xa rất chi là thuận lợi và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái sự may mắn cho công việc cũng như là có được cái nguồn tài lộc đến với mình bạn tuổi thân nhé. Trong ngày này, với bạn tuổi thân cũng đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao địa tài, sao kim đường. Bạn có được cái vận may gặp gỡ quý nhân, có người giúp sức, công việc thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất tốt nữa đoạn. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, xã giao tốt đẹp, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, thông minh khéo léo tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ tạo ấn tượng tốt tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc công việc thuận lợi tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim được cất nhắc nhé về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tử dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này, bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình, cho nên với bạn tử dậu khi gặp phải những người không vừa ý, bạn trở nên khá chi là nóng nảy và bạn tử dậu, bạn đang có xu thế ăn nói chẳng hề suy nghĩ, chẳng hề kiêng nể ai cái điều này rất dễ gây nên cái sự tổn thương cho người khác đó bạn tuổi dậu nhé. Và bạn tuổi dậu trong ngày này bạn mệnh cần phải chú ý cái cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng cố có thể đến với mình nhé. Chẳng ai muốn phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn và bạn tuổi dậu đừng nên cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và chỉ trích người khác như vậy bạn tuổi dậu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn thứ dậu, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp. May mắn cái mối quan hệ giữa bạn và người nhà vẫn luôn được ổn định. Bạn cần phải quan tâm, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với nửa kia của mình. Người ấy chính là người tháo hiểu bạn nhất và có thể đưa ra cho bạn những cái hướng giải quyết đúng đắn nhất trong công việc và trong cuộc sống nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tính tình nóng nảy, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nối năng không suy nghĩ, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, chú ý cách ăn nói, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tâm sự với nửa kia, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, vợ chồng ăn ý đoạn về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tử tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo sẽ gặp phải đủ chuyện phức tạp bởi bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tuất dậu tương hại gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi tuất có thể phát hiện những người tượng chừng như là thân thiết đang trở mặt hạm hại mình. Dưới cái tình huống như vậy, bạn tuổi tốt, bạn cũng đừng có bi quan, bạn hãy coi đây là cái cơ hội để bủa một kẻ không đáng làm bạn với mình nhé. Quan về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tốt trong ngày thứ tư này cũng không được mấy tốt đẹp, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng có thể có cái dấu hiệu bất ổn và bạn tử tuất bạn cần phải nhanh chóng tìm ra cái nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức. Đừng có thở ơ để rồi quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, xa cách nhau đó bạn tuổi tuất nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi tuất, cái việc xuất hành đi xa cũng rất phù hợp với bạn. Và nếu như bạn đang có ý định đi đâu xa thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được cái vận may tốt trong công việc có quý nhân giúp đỡ và có được cái nguồn tài lộc cho mình nữa đối với bạn tuổi tuất nhá về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa bạn bè phản bội tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên bi quan tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc vợ chồng lạnh nhạt tử vi tuổi canh tuất thuộc kim thích hợp xuất hành tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy công việc rắc rối đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Kim sinh cho Thủy vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi lại có phần được tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và gia đình rất chi là in ấm và bạn tuổi hỏi bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì quan trọng nhờ vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng nữa rồi đó bạn tuổi hỏi nhá trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hỏi nhân duyên khác giới đối với những bạn đang còn độc thân cũng khá chi là vượng sắc và bạn mệnh tuổi hợi nên nhiệt tình tham gia những cái buổi họp tụ tập gặp gỡ bạn bè, bạn có thể sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở nơi đó và bạn cũng đừng có ngần ngại chủ động bắt chuyện với người khác trong ngày bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi hợi, cách vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi hợi, bạn thường hay đưa ra những cái quyết định nóng vội, bốc đồng trong công việc và bạn tuổi hợi bạn cần phải sửa đổi cái tật xấu này nếu không bạn rất dễ lâm vào rắc rối khó có thể giải quyết được lắm đó bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa gia đình hòa hợp tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tôn trọng nửa kia tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc chủ động hơn tử vi tuổi tân hợi thuộc kim gặp người như ý tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy suy nghĩ bốc đồng luận về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Dần Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và gặp lại.